ST107H, loại này loại cao ha. Thì bạn thấy là trên thị trường bạn mới biết là cái hiệu này nó rất là nổi tiếng là Stand Upright. Bạn chỉ cần search Google là sẽ ra nhà sản xuất. Nhà sản xuất này là chuyên sản xuất những cái con đội này và con đội set. Chất lượng là rất là tốt nha. Nhìn rất là đẹp. Em thấy ba cái khúc cây. Ba cái khúc này là mình có thể nối lại được. Ba cái khúc này là dùng để nối lại được. Kéo qua này, kéo qua. Em giữ cái đế nha. Giữ cái đế nha. Đó, thấy không? Em thấy kịp không? Thấy không? Đó, nó sẽ lên từ từ thôi. Và nó sẽ lên tối đa là 485 km. Cái đội này là xài bằng cơ nên nó tuyệt đối sẽ không bao giờ bị hư. Xài hoài luôn, sẽ không bao giờ bị hư. Tại vì đa số mấy bạn thấy trong những cái xe du lịch đó là người ta sẽ cho những con đội này thay thế cho những con đội xếp bây giờ nó quay.